cảnh báo mưu đồ lập các tổ chức phản động, đội lốt tổ chức đại diện người lao động. Báo Công an Nhân dân mới đây đăng tải bài vạch trần mưu đồ của một số tổ chức phản động khủng bố đang lợi dụng quy định của pháp luật cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để lôi kéo công nhân, người lao động nhằm tập hợp, hình thành lực lượng chính trị đối lập dưới vỏ bọc các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam. Ví dụ điển hình. Ví dụ thứ nhất, cơ quan công an đã xác định được tổ chức khủng bố Việt Tân công khai mưu đồ thành lập các nghiệp đoàn độc lập ở trong nước với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, củng cố hoạt động nhóm bạn công nhân được thành lập từ tháng 12 năm 2019 trên không gian mạng với mục tiêu phát hiện, lôi kéo, kết nối số công nhân, người lao động có quan điểm chống đối, đấu tranh đòi quyền lợi, làm lực lượng nòng cốt cho các nghiệp đoàn độc lập. Giai đoạn 2, âm mưu thành lập tổ chức phi chính phủ để thúc đẩy ra đời nghiệp đoàn độc lập. Giai đoạn 3, công khai hóa tổ chức nghiệp đoàn độc lập. Ví dụ thứ hai, Tổ chức Lao động Việt do Trần Ngọc Thành, Việt Kiều Ba Lan làm chủ tịch, vận động tổ chức công đoàn quốc tế để công nhận là thành viên chính thức để công khai là tổ chức công đoàn độc lập tại Việt Nam, đồng thời kêu gọi kích động các đối tượng ở trong nước móc nối, phát triển lực lượng trong công nhân để hình thành các hội nhóm nghiệp đoàn độc lập trong công nhân nhằm tiến hành hoạt động đình công, lãn công, biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Tổ chức phản động lưu vong Lao động Việt do Trần Ngọc Thành ở Ba Lan cầm đầu. Ví dụ thứ ba, một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy hình thành các tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn trong tôn giáo theo kiểu công đoàn đoàn kết Ba Lan tại Việt Nam, thành lập các công đoàn độc lập trong các cơ sở của tôn giáo, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp, liên kết với đại diện tổ chức lao động quốc tế, hỗ trợ thành lập các tổ chức công đoàn độc lập nhằm bảo vệ quyền lợi công nhân theo đạo, làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp. Hoàng Bình, giáo dân Nghệ An, cánh tay đắc lực của nhóm linh mục chống cộng cực đoan, mang danh Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, bị bắt khi kích động chống người thi hành công vụ trong vụ Formosa. Mưu đồ và lộ trình chống phá. Mưu đồ thành lập tổ chức phản động, núp danh nghĩa tổ chức đại diện người lao động, thực ra đã là mô hình thành công giúp lực lượng đối lập đảo chính. Mô hình được giới đấu tranh dân chủ Việt ưa chuộng là Ba Lan. Ở đó, phong trào công nhân tại Ba Lan được dẫn dắt bởi Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, tổ chức liên hiệp của các công đoàn độc lập trong xã hội Ba Lan những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, đã dẫn đến sự mất vai trò lãnh đạo của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan vào năm 1989. Họ cho rằng mô hình này đã thành công ở Ba Lan, là nước theo mô hình cộng sản, có nhiều điểm chính trị tương đồng với Việt Nam, nên ảo tưởng học tập mô hình này vừa cổ vũ các hội nhóm chống đối ủng hộ, vừa có cơ hội thành công cao hơn. Giới đối lập ở chính các nước tư bản cũng học tập mô hình này. Chẳng hạn tại Pháp, phong trào áo vàng bắt nguồn từ phong trào đình công, biểu tình của công nhân phản đối chính sách về thuế, nhất là chính sách về thuế nhiên liệu của chính phủ Pháp kéo dài từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020, đã dẫn đến những hậu quả rất nặng nề khi các cuộc biểu tình, bạo loạn bùng phát triển trên diện rộng, sau đó lan sang các quốc gia lân cận như Hà Lan, Bỉ. Tại Campuchia, tổ chức công đoàn tự do đã lôi kéo, kích động hàng chục công nhân đình công, biểu tình phản đối chính sách của chính phủ, kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Với Việt Nam, phía công an đã nắm được lộ trình đang theo đuổi của nhiều thế lực chống phá như sau. Các tổ chức chống đối ở hải ngoại vận động chính giới các nước gây sức ép tác động, can thiệp với Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các nghị định hướng dẫn, thi hành bộ luật lao động, nhất là nghị định quy định về quy trình, thủ tục thành lập các tổ chức đại diện người lao động, hòng tạo tiền đề cho việc hình thành những đảng phái chính trị đối lập trong nước. Chúng công khai lộ trình gồm 4 giai đoạn. 1. Yêu cầu Việt Nam sớm ban hành nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động. 2. Từng bước tác động để người lao động thay đổi nhận thức và đấu tranh về quyền lợi của mình thông qua tổ chức đại diện người lao động. 3. Hình thành tổ chức công đoàn độc lập để tạo ra sự cạnh tranh với công đoàn Việt Nam. 4. Khi đã đa nguyên công đoàn thì Việt Nam sẽ đa nguyên về chính trị. Mục tiêu trước mắt được chúng đặt ra là đến năm 2025 sẽ xuất hiện mô hình liên hiệp các tổ chức người lao động tại Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xóa bỏ vai trò độc tôn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đã rõ ràng, âm mưu của chúng là hình thành lực lượng chính trị đối lập ở trong nội địa, tiến tới thực hiện cách mạng màu, cách mạng đường phố, lật đổ chính Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ chính trị tại Việt Nam. Việt Nam nên ứng phó như thế nào? Có thể thấy rằng, ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, công đoàn là tổ chức rất phổ biến. Ở đâu có tồn tại quan hệ lao động thì ở đó có công đoàn, không phân biệt thể chế chính trị, trình độ phát triển. Dù tên gọi, cách thức tổ chức và hoạt động của công đoàn mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có điểm chung là đại diện cho quyền lợi của người lao động. Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam là đảm bảo quá trình hình thành và hoạt động của hệ thống tổ chức đại diện người lao động lành mạnh, song hành cùng hệ thống công đoàn Việt Nam, cùng thực hiện đồng bộ, thống nhất chức năng, nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động.
Tính đến trước thời điểm làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, Việt Nam có khoảng 14 triệu lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó có hơn 10,5 triệu đoàn viên công đoàn. Trong đó, hiện vẫn có hàng triệu công nhân, người lao động chưa quan tâm hoặc chưa tìm được tổ chức đại diện cho mình. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, hệ thống công đoàn Việt Nam vẫn chưa thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công nhân, người lao động, dẫn đến nhiều nơi tỷ lệ công nhân, người lao động tham gia công đoàn chưa cao. Đây sẽ là điều kiện mà các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng nhằm lôi kéo, kích động công nhân, người lao động thành lập các tổ chức đại diện người lao động, âm mưu tập hợp lực lượng, thúc đẩy sớm ra đời tổ chức công đoàn độc lập, nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam nhằm tạo dựng lực lượng chính trị đối lập, tiến tới thực hiện mục tiêu thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác để nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn nguy hiểm này. Cần nâng cao tinh thần cảnh giác cho công nhân, người lao động về âm mưu của kẻ xấu, lợi dụng việc kêu gọi thành lập các tổ chức công đoàn độc lập, giúp công nhân tẩy chay, loại trừ những tổ chức có động cơ xấu, lôi kéo họ vào con đường chống phá đất nước. Đồng thời, cần đóng góp ý kiến xây dựng cho các tổ chức công đoàn Việt Nam thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như tổ chức thực sự vì lợi ích của công nhân, phát huy hiệu quả hoạt động tốt, bảo vệ lợi ích chính đáng cho công nhân, người lao động. Cơ quan và báo chí công an cần công khai cảnh báo âm mưu, ý đồ, hoạt động của tổ chức phản động đội lốt tổ chức đại diện người lao động để giới công nhân tránh xa.